Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi xin phép được review chiếc xe nhãn hiệu máy xúc lật Le Mans, công suất máy 58kW nhé, có turbo nhé. Bản này là bản 2021 nhé quý hàng nhé, bản đủ đấy ạ. Cần dài siêu đủ cao, có sẵn cơ cấu gầu xúc kẹp gỗ tháo lắp nhanh và càng lưng. Thì hôm nay tôi sẽ xin phép là được quay chi tiết quý hàng xem. Dạ vâng. Con này như con trên kia nhé. Dạ vâng, nó như con trên kia nhưng mà con này bản cải tiến 2021 anh ạ. Bản kia bản 2020. Vâng. Dạ vâng, ở đây tôi xin phép quay bề ngoài với anh nhé. Bề ngoài cho anh xem cận cảnh chi tiết nhé. Hình thức bên ngoài thì cực kỳ đẹp, đúng màu của chú ông vàng đấy ạ. Ông vàng chăm chỉ ạ. Đây, bây giờ tôi sẽ phần chi tiết bên trong một chút nhé. Đây là quý anh để cái vai nhé, cái vai nghiêng 80 độ nhé, thì chiếc xe cần dài nó sẽ lưng lên hết tầm đấy ạ, nó cân bằng. Lốp con này thì dùng lốp 23.5/70/16 nhé anh nhé. Cầu đúc nhé, cầu này là cầu sản xuất tại nhà máy luôn nhé, nên có logo đấy ạ, quý anh xem lốp 23.5/70/16, cầu đúc nhá, nguyên khối quý hàng nhá, cầu to nhá, phanh đĩa, cầu dầu trợ lực hơi, có turbo, vai, phanh. Điểm thay đổi là bản 2020 là xi lanh lái này, đó là bên dưới. Ở bên dưới này bên sang đôi mốt thì chúng tôi cải tiến thay đổi lên phía trước. Mà có nhu cầu đầu tư một chiếc máy xúc lật này thì có thể liên hệ theo số điện thoại 0981345595 nhé. Tôi ra trực tiếp tại nhà máy. Con này dùng tay chân kỷ lực nhé. Một tay chân nhé. Lúc đề cái anh nhé. Xin cảm ơn anh. Quý công ty đã ủng hộ em Thanh. Vâng ạ. Xe tại nhà máy giấy ạ.